Chào buổi chiều mọi người. Phú Đề Gia ở Rễ, chương 6352 đến chương 6356. Trịnh Tuyết Dương đau đầu như muốn nứt ra. Mẹ, Bùi Nguyên Minh không phải là người như thế. Không phải là người như thế, thế hắn là loại người nào chứ? Thanh Linh ánh mắt sắc lạnh ép hỏi Trịnh Tuyết Dương. Ta không biết hôm nay hắn phá cục như thế nào, nhưng là hắn xuất hiện tại hiện trường có thể chỉ là trùng hợp, đúng không? Nếu không phải là hắn, trăm phương ngàn kế sẽ liền xuất hiện khi con vừa có rắc rối. Hắn vừa xuất hiện liền có thể giải quyết phiền phức được hay sao? Lần một lần, hai lần, còn có giải thích là trùng hợp. Ba lần, bốn lần thì sao chứ? Còn chỉ có như con, loại không có đầu óc này mới có ý nghĩ như vậy. Nếu không có mẹ tại đây, con đã sớm đã bị Bùi Minh lừa gạt đem đi bán. Cũng phải thầy hắn kiếm tiền nữa à? Một bên Trịnh Khánh Vân yếu ớt mở miệng nói. Mẹ, không phải là trùng hợp, là con gọi điện thoại cho anh rể nhờ anh ấy đến. Nghe được lời nói của Trịnh Khánh Vân, Thanh Linh như là bị người mạnh mẽ quất cho một cái bàn tay, khóe miệng không ngừng co giật. Nàng nghĩ không ra mình nghĩa chính ngôn từ thật thông minh tìm được một chứng cứ như vậy, kết quả lại bị nữ nhi của mình vả vào mặt. Con gái bất hiếu, con gái đại đại bất hiếu à. Trần Tuấn Dương thì là bỗng nhiên hiểu ra tại sao Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện đột ngột như thế. Nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi có bàn tay của Bùi Nguyên Minh trong chuyện này, nhưng giờ phút này tất cả nghi ngờ đều đã tan thành mây khói. Khánh Vân, chị sớm đã nói với em chuyện này đừng nói cho anh rể của em. Em cứ hết lần này tới lần khác không nghe là sao? Trịnh Khánh Vân một mặt áy náy cúi đầu, thấp giọng nói. Nếu không có anh rể đến, em nói không chừng đã bị người xé thành từng mảnh nhỏ rồi. Em... Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, nhưng sắc mặt lại dịu đi rất nhiều. Thanh Linh nhìn thấy lời nói của mình không hề lay động được Trịnh Tuyết Dương. Cũng không thể làm cho Trịnh Tuyết Dương trở mặt với Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngay vào lúc này, cuối hành lang lại lần nữa có tiếng bước chân truyền đến. Tuyết Dương, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói công ty nhánh thứ 9 của ngươi xảy ra một chút ngoài ý muốn, ngay lập tức liền đến đây. Đám người vô thức nhìn sang, liền thấy được Phương Hạ Thu mang theo mười mấy người, giờ phút này bước nhanh đi tới. Trong những người này có luật sư, có chuyên gia, mỗi một người nhìn đều là nhân sĩ tinh anh. Nhìn thấy Phương Hạ Thu một nhóm xuất hiện, trong nháy mắt, Thanh Linh vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, lại không biết nên làm thế nào. Trên mặt lập tức hiển hiện nụ cười. Ai à, đây không phải là Phương Thiếu hay sao? Phương Thiếu ngươi, thế nào lại tự mình đến đây à? Công ty của Tuyết Dương không có chuyện gì. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, nếu như công ty của Tuyết Dương có cái chuyện gì, tại Yến Kinh một mẫu ba phần đất này, chỉ cần ngươi Phương Thiếu nói một câu. Còn không phải, cái gì cũng đều giải quyết được hay sao? Bá mẫu, Tuyết Dương, Khánh Vân, xin chào. Phương Hạ Thu giờ phút này một mặt ôn hòa, nở nụ cười mở miệng, đồng thời đưa tay trái ra, đẩy mắt kính gọng vàng của mình lên. Mọi chuyện ta đều nghe rõ rồi, ta cũng hoàn toàn hiểu đã phát sinh cái gì. Đây hết thảy đều là tại ta. Vốn dĩ ta suy nghĩ công ty của Tuyết Dương ngươi muốn bán nhà giá đặc biệt, ta tại đám bạn bè giúp ngươi tuyên truyền một chút. Nhưng là nghĩ không ra, ta chẳng những không giúp được ngươi, mà còn khiến cho một số người tìm được cơ hội đối phó với ngươi. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nói đến đây, Phương Hạ Thu một mặt biểu lộ từ ai tự oán. Dường như không biết hắn là nên đối mặt với Trịnh Tuyết Dương như thế nào. Một bên Bùi Nguyên Minh mặc dù không có mở miệng, nhưng là giờ phút này lại khẽ chau mày. Phương Hạ Thu giúp Trịnh Tuyết Dương quảng bá trong đám bạn bè sao? Là cố ý hay là vô tình chứ? Hắn hôm nay là đến giúp đỡ hay là giải trừ hiềm nghi của mình đây? Không đợi Bùi Nguyên Minh mở miệng, Thanh Linh giờ phút này đã nặn ra mặt mày hớn hở, mở miệng nói. Phương Thiếu, ngươi đang nói cái gì vậy? Chuyện này hoàn toàn cùng ngươi không có một xu tiền quan hệ. Sở dĩ chuyện xảy ra như thế, khẳng định là bởi vì Bùi Nguyên Minh trước đó sử dụng thủ đoạn bạo lực làm ra cái gì chứng từ dự bán. Điều này nhất định đã tổn hại lợi ích của không ít người, cho nên mới bị trả đũa. Ngàn sai vạn sai đều là Bùi Nguyên Minh, cái tên khốn kiếp này làm sai. Phương Thiếu ngươi
Tuyệt đối đừng đem mình thay vào nhân vật này, gánh chịu hậu quả của việc làm sai trái cho người khác. Bộ Nguyên Minh bĩu môi, mặc dù anh biết Thanh Linh không thích mình, nhưng là nghĩ không ra đã đến trình độ này. Vì muốn hôn mông Phương Hạo Thu, mặt mũi này là hoàn toàn không cần rồi sao? Thật sao? Bá mẫu cảm thấy là Bùi Nguyên Minh sai sao? Phương Hạo Thu làm ra một vẻ mặt kinh ngạc. Không không không, Bùi thiếu hỗ trợ nhiều như thế, thế nào có thể là làm sai đâu chứ? Nói cho cùng, vẫn là trách ta. Chứng từ dự bán, ta hẳn là nên sớm một chút giúp Tuyết Dương giải quyết. À, Tuyết Dương, người nói, lấy quan hệ giữa ngươi và ta, nói thế nào cũng là bạn tốt của nhau. Gặp được khó khăn, ngươi hẳn là nên nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết ra. Được rồi, ngươi ngậm miệng đi. Trần Tuyết Dương mạnh mẽ trừng Thanh Linh một chút, sau đó lại ra hiệu Bùi Nguyên Minh. Đừng nói gì, tự mình sẽ giải quyết về sau. Mới hướng về phía Phương Hạo Thu, nhẹ gật đầu nói ra. Phương Thiếu, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Chẳng qua chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cũng sẽ tự nghĩ biện pháp, giải quyết đến dấu vết tiếp theo. Chút chuyện nhỏ này liền không làm phiền ngươi. Không, ngươi ở tại Yến Kinh, không có chiếu cố tốt cho ngươi, liền là trách nhiệm của ta. Phương Hạo Thu thở dài một hơi, một vẻ mặt buồn rầu. Chuyện này vô luận như thế nào, ta đều sẽ bù đắp cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn ý tứ sâu xa, nhìn thoáng qua phương hướng mái nhà. Ta biết, ngươi rất muốn nhìn một chút ghi chép của quý phụ kia. Như vậy đi, ta sẽ cùng trưởng đồn cảnh sát Vành Đai Ba chào hỏi một chút. Một hồi, bọn hắn sẽ đem ghi chép đưa ra đến, cho ngươi xem một chút. Nhưng là ghi nhớ, không thể chụp ảnh, không thể ghi chép. Chỉ cần biết nội dung trong biên bản là được. Còn như đến cùng là ai, ngươi muốn đối phó với hắn như thế nào, sau đó ngươi đều có thể nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết, thấy như thế nào? Nghe nói như thế, Trần Tuyết Dương toàn thân chấn động. Bộ Nguyên Minh thì là khẽ híp mắt một cái. Cổ đội kia muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì. Hiển nhiên, hắn nhận biết Phương Hạo Thu, biết Phương Hạo Thu cùng cảnh sát trưởng nhà mình quan hệ tâm đầu ý hợp. Thậm chí cảnh sát trưởng nhà mình cùng Phương gia Yến Kinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chuyện khác không nói, nếu như cảnh sát trưởng nhà mình mở miệng để cho mình đem ghi chép lấy ra, như vậy liền xem như làm trái quy định, mình cũng không có bất kỳ cái lựa chọn gì. Thanh Linh một mặt cảm phục nhìn xem Phương Hạo Thu, cười nói, Phương Thiếu quả nhiên lợi hại, liền ghi chép loại vật này muốn lấy ra đều có thể lấy ra được. Nơi này cũng không phải là địa phương khác, là Yến Kinh à. Tại Yến Kinh, dưới chân thiên tử như thế này, có năng lượng như vậy, vượt qua sự tưởng tượng rồi à. Tuyết Dương, con nhất định phải biết quý trọng Phương Thiếu, người như thế này. Dù sao, đối với tiền đồ của con mà nói, sự giúp đỡ như thế, nhất định là vô lượng à. Trần Tuyết Dương thì là hơi có mấy phần tâm động, nàng thực sự rất muốn biết thủ phạm phía sau màn, đến cùng là ai. Nhìn thấy Trần Tuyết Dương dao động, giờ phút này Phương Hạo Thu một mặt khiêm tốn, cười cười nói, bá mẫu, người cũng đừng tạo áp lực cho Tuyết Dương, đây hết thảy chỉ là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, Tuyết Dương có cái ý tưởng gì, có cái nhu cầu gì, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp nàng giải quyết. Ta từ khi còn nhỏ đã bắt đầu cố gắng cho đến bây giờ, đạt được mọi thứ như bây giờ, đơn giản chính là vì để nữ nhân mình thích có thể hưởng thụ sự thành công này vui sướng mà thôi. Nói đến đây, Phương Hạo Thu một vẻ mặt khiêm tốn, trìu mến chậm rãi nói ra. Tuyết Dương, chỉ cần ngươi gật đầu, ghi chép kia lập tức liền đưa đến trước mặt ngươi. Thanh Linh một mặt thở dài. Cái lòng dạ, cái khí phách này, Tuyết Dương à, nhanh gật đầu đi. Con đừng có lại tiếp tục nhìn Bùi Nguyên Minh. Người như hắn là làm không được loại chuyện này. Phương Thiếu cũng không có vì vậy mà bức hiếp con những chuyện khác. Con tuyệt đối không được phụ lòng tốt hắn à. Bộ Nguyên Minh vừa mới muốn mở miệng nói cái gì đó, thì giờ phút này, Trần Tuyết Dương bỗng nhiên lắc đầu. Không được, Phương Thiếu, tùy tiện lấy ra ghi chép của đồn cảnh sát, chẳng những làm trái phép tắc, hơn nữa còn xúc phạm tới vương pháp. Chuyện này vẫn là để người của đồn cảnh sát đến xử lý đi. Chúng ta vẫn là nên rời đi trước, không nên quấy rầy bọn hắn phá án. Ta tin tưởng người của đồn cảnh sát sẽ trả lại công lý cho chúng ta. Sau khi nói xong, Trần Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, liền ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh cùng mình đi ra ngoài. Trần Cát Vân chần chờ một lát sau, cũng đuổi theo bước chân hai người. Mà ở phía sau, Thanh Linh một vẻ mặt biểu lộ hùng hùng hổ hổ. Còn như Phương Hạo Thu, giờ phút này hắn vẫn là một mặt nhẹ như mây gió,
ôn hòa như cũ. Chỉ là trong sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Bên ngoài đồn cảnh sát đường Vành Đai 3, trong một chiếc xe Toyota Alpha, Trần Tuyết Dương ngồi dựa vào ghế có không gian thoải mái, dễ chịu. Giờ phút này mới duỗi người, trên mặt thoáng hiện một tia ửng hồng. Trần Khánh Vân ngồi ở phía sau chơi điện thoại, ngẫu nhiên lén lén liếc nhìn Bùi Huy Minh một chút. Ngược lại là Bùi Huy Minh, giờ phút này nhìn xem phương hướng đồn cảnh sát đường Vành Đai 3, thản nhiên nói: "Tại sao cô không đáp ứng yêu cầu của Phương Hạo Thu thế? Như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy nội dung ghi chép. Em tại sao cự tuyệt, anh không biết hay sao?" Trần Tuyết Dương trợn to đôi mắt đẹp, sau đó lộ ra một vẻ mặt do dự. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại, anh không cảm thấy Phương Hạo Thu là quá mức ân cần hay sao? Hắn tốt xấu gì cũng là một đời đại thiếu, một trong yến kinh tứ thiếu. Đối với em, loài nữ nhân liễu yếu đào tơ này để bụng như thế, em nghĩ thế nào đều cảm thấy không thích hợp à? Bộ Huy Minh khóe miệng co dịch, liễu yếu đào tơ, cô cái hình dung này thật sự chính là có chút không phù hợp với thực tế à? Trần Tuyết Dương trợn mắt nói, coi như em là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng là Phương Hạ Thu, người như thế này cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Hắn còn làm ra chuyện như vậy hay sao? Em không nghĩ ra. Coi như em đáp ứng với sự theo đuổi của hắn, đối với hắn mà nói, có cái chỗ tốt gì sao? Trừ chuyện đó ra, hắn tại sao ngay lập tức liền biết chúng ta muốn xem ghi chép như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn là con giun trong bụng em sao? Bộ Huy Minh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, khả năng thứ nhất đó chính là mẹ của cô đã phát trực tiếp tình huống của cô tại hiện trường. Với tính cách của mẹ cô, khả năng như vậy thật quá lớn. Còn khả năng thứ hai thì là từ đầu tới đuôi chuyện này đều cùng hắn không tránh được quan hệ. Nếu như dựa theo hắn nói, thật sự lấy ra ghi chép kia, tôi đoán người sai sử phía sau màn kia nhất định sẽ chỉ về hướng tôi, hả? Nghe được lời nói của Bùi Huy Minh, Trần Tuyết Dương cùng Trịnh Khánh Vân nhất là thời đều hơi sững sờ, một vẻ mặt biểu lộ không phản ứng kịp. Sau khi cau mày một lúc, Trần Tuyết Dương nói ra, chuyện Phương Hạo Thu có thể là người đứng phía sau màn, em có thể hiểu được. Nhưng em không thể lý giải chính là tại sao ghi chép lấy ra sẽ chỉ về phía anh cơ chứ? Bộ người mình nhún vai thản nhiên nói, mặc dù tôi không biết theo đuổi được cô thì có cái chỗ tốt gì, liền tạm thời nói rằng Phương Hạo Thu thật sự yêu thích cô đi, nhưng là tôi chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường hắn theo đuổi cô, đem tôi chơi chết, cho tôi đi vào ngục tối, Phương Hạo Thu tự nhiên là có thể ôm mỹ nhân lên trên giường. Đối với hắn, một đại thiếu mà nói, phương pháp như thế này là bắt được nữ nhân dễ dàng nhất, hắn tuyệt đối sẽ dựa theo phương pháp này. Đây chính là hoàn khố đại thiếu à? Trần Tuyết Dương cau mày, thế nhưng là nếu một khi em biết được chuyện này, hắn sẽ không thể chiếm được trái tim của em. Bộ Minh thản nhiên nói, hắn muốn trái tim của cô làm cái gì chứ? Hắn muốn thân thể của cô là đủ rồi. Có được cô về sau, hắn sẽ còn sợ cô hối hận hay sao? Đến lúc đó, cô có hối hận đều vô dụng. Tuyết Dương, tình trường như chiến trường của những hoàn khố đại thiếu này càng là đáng sợ. Tôi trước đó không nói với cô những chuyện này là sợ cô hoài nghi tôi có mục đích khác. Nhưng là tôi bây giờ lại có thể nói cho cô biết, Phương Hạo Thu vì có được cô, khẳng định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cô tin cũng tốt, không tin cũng không sao. Nhưng đây chính là nam nhân. Vừa cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen đã rời khỏi sở cảnh sát Vành Đai 3. Ngồi trên xe, Phương Hạo Thu bắt chéo hai chân, giờ phút này mang trên mặt mấy phần vẻ thở dài. Bên người của hắn, một nữ nhân đang chơi game trên điện thoại di động, đánh xong một ván về sau mới lấy xuống kính râm, chính là Chân Hoàn. Giờ phút này Chân Hoàn đôi chân dài xếp lại, một bên duỗi eo, một bên cười khẽ. Thế nào, Trần Tuyết Dương cự tuyệt yêu cầu của ngươi rồi sao? Xem ra cô muội muội này của ta không ngu xuẩn như trong tưởng tượng à? Thế mà hiểu được thời điểm nào nên buông tay, thời điểm nào nên tiếp tục. Toàn bộ chân gia thủ đô đều xem thường nàng rồi à? Phương Hạ Thu thản nhiên nói, không phải là nàng thông minh, mà là trong nội tâm nàng còn có họ Bùi kia. Sâu trong nội tâm của nàng có một loại cảnh giác, liền như là nuôi mèo ba tư trong nhà. Người ngoài đối với nàng cho dù tốt, thế nhưng là thời điểm trong tiềm thức có thương tổn tới nàng,
nàng liền sẽ phát giác được, mặc dù chỉ là một cái bố cục chuẩn bị ở phía sau. Nhưng là nghĩ không ra, tại một khắc mấu chốt, thế cờ lại kém một chiêu. Chỉ có thể nói, có lúc người tính không bằng trời tính à. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lời này cũng không nói sai. Phương Hạ Thu trên mặt đều là thở dài, nhưng là nụ cười lại ra vẻ trào phúng. Cũng đúng, ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tất cả. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về Bùi Huy Minh. Chỉ chờ Trịnh Tuất Dương tự mình khởi động trò chơi. Nhưng là nghĩ không ra, nam diễn viên lại không nguyện ý mở màn. Như vậy tất cả đều là vô dụng phí công rồi à. Chân Hoàn cười cười, có điều cũng chưa chắc đã vô dụng phí công. Dù sao mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp tới liền để người của đồn cảnh sát mang theo họ Bùi đi hỏi một chút, chẳng phải là được rồi sao? Coi như cuối cùng không làm gì được hắn, nhưng làm hắn buồn nôn một tí chẳng lẽ không được hay sao? Không có ý nghĩa gì. Phương Hạ Thu liếc đôi chân dài của Chân Hoàn một chút. Ngươi mặc dù là một nữ nhân, nhưng là ngươi không phải là nữ nhân bình thường. Người đối với chuyện nam nữ không có hứng thú, cho nên không hiểu đâu. Tại hiện trường, cái gọi là chân tướng bị Trịnh Tuyết Dương tự mình để lộ ra, cùng sau đó biết được lực sát thương là không giống nhau. Vừa mới rồi, nếu như Trịnh Tuyết Dương nguyện ý xem ghi chép, tại dưới tình huống nàng lo nghĩ thấp thỏm, lại thêm có Thanh Linh, nữ nhân ngu xuẩn này ở bên cạnh làm mưa làm gió. Như vậy chỉ cần trong một nháy mắt, quan hệ yếu ớt giữa Trịnh Tuyết Dương cùng Bùi Huy Minh liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Phương Hạ Thu một mặt nhẹ như mây gió giải thích, bởi vì nữ nhân dưới tình huống như vậy có thể nói là không hề tỉnh táo, nhưng là sau đó lại phát sinh những chuyện này không phải ở tại thời cơ kia. Trịnh Tuyết Dương khẳng định sẽ có thêm bằng chứng. Chúng ta mặc dù đã ẩn tàng giấu kỹ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một chút sai sót. Nói ví dụ, tên cổ đội khó chơi kia, chúng ta cũng không thể chơi chết hắn à. Cho nên, nếu như sau đó tiếp tục tiến hành, tất cả mọi chuyện liền sẽ có tì vết. Một khi có tì vết, liền không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Nói tóm lại, nói cách mà tóm lại, làm như thế, lao tâm lao lực như thế, lại không có tác dụng quá lớn. Nói không chừng còn đem mình đi vào ngục tối. Cho nên, ván này, kỳ thực xem như là ta đã thua. Nói đến đây, Phương Hạ Thu thở dài một hơi, sắc mặt mặc dù bình thản, nhưng là bên trong con ngươi âm trầm lại đang để lộ ra nội tâm của hắn rất khó chịu. Chẳng qua như thế này cũng là bình thường, khổ cực bố cục như thế, chẳng những bị Bùi Minh phá cục, mà lại cuối cùng cũng không mò được chỗ tốt gì. Một trận này Phương Hạ Thu xem như mất cả chì lẫn chài ha. Người tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Chân Hoàn cười cười, cứ như vậy mà tính hay sao? Giải quyết không được họ Bùi, người chỉ sợ không có cách nào tiếp tục tiếp cận với Trịnh Tuyết Dương. Không chiếm được Trịnh Tuyết Dương, hoàn đồ bá nghiệp của người chính là công giả tràng à. Phương Hạ Thu thản nhiên nói, hoàn đồ bá nghiệp, công giả tràng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chuyện này sẽ không cứ như vậy mà kết thúc đâu. Dù sao, nữ nhân rất dễ dàng đạt được, thường thường không có bất kỳ cái thú vị gì. Phải là ngựa chứng như là nàng, hàng phục được thì mới thực sự ra thú vị. Nói là nói như vậy, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy lại không có bất kỳ cái tác dụng gì. Chuyện này có thể để Phương Hạ Thu vạn phần khó chịu. Chân Hoàn nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên là một nữ nhân thú vị, khó trách. Có thể tiếp nhận nhánh thứ 9 khó nhằn, nhưng trong thời gian cực nhánh lại quật khởi. Thậm chí một số lão gia hỏa trong gia tộc đều cho rằng Trịnh Tuyết Dương có tư cách tiến vào một mạch cổ xưa nhất, có tư cách đạt được vị trí người thừa kế. Phương Hạ Thu cau mày nói, cái gì là tư cách người thừa kế chứ? Chân Hoàn chỉ mình thản nhiên nói, tại Chân gia thủ đô, người thừa kế như ta không nhiều, chỉ có chút ít mấy người thôi. Người đạt được tư cách là người thừa kế mới có tư cách biết bí mật cổ xưa nhất của Chân gia thủ đô. Đương nhiên, một khi Trịnh Tuyết Dương đạt được tư cách người thừa kế, chỉ sợ ngươi Phương Hạ Thu cũng không có tư cách truy cầu nàng. Cho nên, ngươi muốn có được nàng liền phải nhanh lên. Tốc độ quá chậm, coi như ta muốn giúp ngươi, cũng muốn giúp mà chẳng giúp được. Phương Hạ Thu liếc nhìn Chân Hoàn một chút,
không hề mở miệng mà là dựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt bởi vì điện thoại di động của hắn đang rung lên. Kết nối điện thoại, đối diện truyền đến một thanh âm. Chủ tử, người đã chết rồi. Phương Hạ Thu thản nhiên nói. Người nào? Toàn bộ. Đối diện thanh âm đầy băng lãnh. Một tên cũng không để lại. Ta làm việc, ngài yên tâm. Tút, tút, tút. Nương theo đấy âm thanh điện thoại cúp máy truyền ra. Chân Hoàn ánh mắt trở nên cổ quái. Phương Hạ Thu so với tưởng tượng của chính mình còn có chút thú vị à. Hết.